Chào đón các bạn. Tiến sĩ đang ở tại xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Chủ nhân thì chưa nhớ tên. Chủ nhân đang đi lấy đồ. Sẽ định hình có 3 cây dúi ở đây các bạn. Sẽ lọc cái nào nuôi, cái nào để các bạn. Suối này gốc cũng rất là nục nạc. Ôi. Ta lấy cửa tay tháo cái chỗ trên này. Lũa. Lũa. Đây cái này. Cái cưa kia mới, cái cưa nó không có. Theo đất mạch. Trời ơi, oi oi, lẫn mấy hạt mưa. Đấy, chủ nhân đầu tư một cái xe chở dây đây. Dựng cái chỗ đấy, dựng ngọn cao. Ở chỗ này ta có thể cắt đi để lấy cái điệp truyền của con tử này. Ta sẽ lấy một cái củ này nó chạy vào bên này các bạn. Vì đây mà nếu có hai cái đi lên thì nó thừa. Hả? Đó, thì ta lấy cái củ này nó có cái điểm chạy vào. Không phải dính hả? Thank you.
cưa sắt đâu. Mấy bác này đội mưa ngồi xem đây. Đội mưa mà xem này cũng nghiện rồi đấy. Đội mưa ngồi xem. Bác Tuấn thì bác đội mưa, bác ngồi xem, bác cũng nghiện rồi đấy. Ôi, nó chờ đây. Ở cái ngọn kia rất là đang còn rối các bạn. Thì lát nữa lọc thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi các bạn thấy bây giờ cái phía trên này nó đang còn rất là rối, nó không rõ ràng đâu là ngọn để chúng ta chơi. Hiện nay thì cái ngọn bên này với cái ngọn bên này đang chập vào thành một ngọn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tách ra. Chúng ta sẽ lấy một cái ngọn ở cái bên này để chúng ta mở ra. Và cái chính này chúng ta sẽ bỏ đi. Đó. Khi mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ lấy cái ngọn này. Sau này cái về góc này chúng ta sẽ nuôi một cái cành bay ra để cho nó trường cây. Và chúng ta lấy cái ngọn chính này thì cái đằng sau này chúng ta cũng bỏ đi. Cái sự bỏ tạm thời đến đây ha. Cho nó khỏi rối ạ. Đây mày về xem cắt mấy cái này cắt gì. Đấy đây về xem cắt cái máy hay cơ tay. Đấy, các bạn thấy cái góc ấy nó bị lẫn lộn lung tung lắm. Các bác ở đây đội mưa xem cây, cổ vũ rất nhiệt tình. Như vậy là công việc định hình lọc cái phôi cây dối này. Còn một cái điểm này nữa thì chỗ này nó đang còn mau, tiến sự muốn bẻ cái này ra. Cho em cái kho thổi này. Có cái hòn trắng trắng này, vừa mấy cái hòn trắng trắng rồi.
chắc ở kia Long, ở kia, đây, đây, đây. Trong kia rồi. Chú Bảy ơi, chưa có điện. Thôi cầm lên này. Giữ thang được, giữ thang đi. Mày nhìn đằng kia cái. Chỗ này nó gáy à? Chỗ này có sợi không? Có điện chưa? Chào lên mới nhát được chứ à? Hả? Em không bỏ tay ra được đâu. Chào lên thang này này. May bà ấy vào giữ thang. Vâng, có rồi. Kéo. Một tí nữa. Đấy, từ đấy vào đi. Ổn đấy. Khoảng một tí nữa nhỉ. Tách cái này ra một tí nữa được. Nào. Rồi, đưa cái thổi cho. Kiếm cái gì để bó luôn.
nhỉ, không có sơ dừa hay bó bằng ấy. Kiếm thấy bóng nhỉ. Nhà hôm qua thì có ba cái sơ dừa. Nhà anh có cái sơ dừa. Có đó. Nắm mà cho vào cái túi bóng, lấy cả cái túi bóng để bó nhá. Đấy. Công việc định hình cây dưới cho bạn bậy tại sân thiên Thọ Xuân đến đây là ok, xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thank you.